Chiều ngày 13 tháng 10, Ban An toàn Giao thông huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cho biết đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Lăng Cô và lực lượng công an không cho phương tiện lưu thông qua đèo Hải Vân. Nguyên nhân là tại km 905 quốc lộ 1A qua đèo Hải Vân, đoạn cách đỉnh về phía Đà Nẵng khoảng 1 km vừa xảy ra sạt lở do mưa lớn. Lượng lớn đất đá tràn ra mặt đường gây ách tắc giao thông. Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 12 thôn bị ngập. Trong đó, nặng nhất là thôn 2, ngập khoảng 0,7 mét, và thôn 7, ngập gần 1 mét, ông Lê Hữu Trí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thủy Phù cho biết, đã yêu cầu đơn vị thi công cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở những khu vực có công trình thi công dang dở, đồng thời thông báo đến 5 trường học trên địa bàn cho học sinh tạm nghỉ. Trưa cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo về việc điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền. Theo đó, để tăng dung tích phòng lũ, chuẩn bị sẵn sàng đón các trận lũ trong thời gian tới, đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du thủy điện Hương Điền, trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế ra lệnh công ty cổ phần thủy điện Hương Điền thực hiện vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200 đến 400 mét khối một giây, điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng nước đến hồ. Chiều ngày 13 tháng 10, mưa lớn khiến hơn 30 tuyến đường tại thành phố Huế và nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập sâu. Hàng trăm người dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thấp trũng đến nơi ở an toàn, thị xã Hương Thủy di dời khẩn cấp đến nơi ở an toàn cho 7 hộ dân vùng thấp trũng bị ngập sâu tại các phường Thủy Châu, Thủy Phương và Phú Bài, các huyện Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà tổ chức di dời khẩn cấp hơn 100 người dân từ vùng thấp trũng lên khu vực cao ráo để hạn chế thiệt hại do mưa lớn. Do mưa lớn cộng với địa hình dốc, nước chảy xiết đã gây sạt trượt tại km 95, km 96 trên tuyến quốc lộ 49B qua xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc. Tại hiện trường, khối lượng đất đá khá lớn đã tràn ra mặt đường, nước chảy xiết ngập sâu 0,2 đến 0,4 mét gây ách tắc giao thông. Chiều cùng ngày, đường tránh quốc lộ 1A qua thành phố Huế thuộc địa bàn thị xã Hương Thủy, một số đoạn bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông. Cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai lực lượng phân luồng và hướng dẫn phương tiện lưu thông trên cung đường này. Ngày 13 tháng 10, công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Tâm, sinh năm 1994, ngụ quận Bình Thạnh, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 7, M, sinh năm 2007, ngụ quận Phú Nhuận, điều khiển xe máy về nhà sau khi tan học. Khi đến căn nhà ở đường Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú Nhuận, nam thanh niên đi xe máy áp sát khiến M dừng xe. Lúc này, thanh niên rút dao kề vào bụng nam sinh để uy hiếp, yêu cầu đưa tài sản. Do hoảng sợ nên M đưa tài sản và kẻ cướp tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân tới công an trình báo, bằng nghiệp vụ, công an xác định kẻ gây án là Tâm nên truy xét. Sau khi gây án, Tâm bỏ xe máy ở con hẻm trên đường Vạn Kiếp, tắt điện thoại. Hay tin công an truy bắt, Tâm bỏ trốn lên tỉnh Lâm Đồng. Ngày 10 tháng 10, Tâm quay lại thành phố Hồ Chí Minh thì bị trinh sát bắt giữ. Tại công an, Tâm khai nhận hành vi phạm tội và khai thực hiện thêm một vụ trộm ở quận Bình Thạnh. Qua xác minh, Tâm có nhiều tiền án, tiền sự. Ngày 13 tháng 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại một nhà trọ trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận Bình Thạnh. Căn nhà trên xây 4 tầng và 1 trệt, có diện tích 516m². Mỗi tầng ngăn từ 25 đến 30 hộp ngủ, diện tích mỗi hộp 2 đến 4m², cao 1,6 mét, và với tổng 4 tầng là 125 hộp ngủ. Mỗi hộp ngủ được thiết kế bằng nhôm, xếp chồng lên nhau, vừa đủ để trải nệm, máy quạt, kệ sách vở và chỉ đủ để một người thuê. Sử dụng vào mục đích ngủ, qua kiểm tra 9 hộp ngủ, lực lượng chức năng phát hiện 2 người chưa khai báo cư trú. Đại diện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận nơi này tăng diện tích sàn nhà tầng 1 khoảng 4m², phát sinh ban công tầng 2, tầng 3 khoảng 8,8m² nên đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh xử lý theo quy định. Đại tá Huỳnh Ngọc Quang, Phó phòng PC07 cho biết, đây là loại hình nhà ở ngăn phòng cho thuê nhưng với mô hình mới là dạng hộp ngủ, diện tích nhỏ để phục vụ người lao động,
sinh viên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng cảm thấy khá lo lắng với loại hình ngăn phòng cho thuê kiểu này bởi vì mỗi hộp ngủ quá nhỏ, không đảm bảo diện tích và công tác phòng cháy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất kiểm tra, làm rõ thông tin về công trình chung cư My House ở xã Tân Xã, huyện Thạch Thất. Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện chung cư mini không phép có tên My House ở xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, quy mô 9 tầng với gần 200 căn hộ cho thuê. Công trình này do ông Nguyễn Minh Công ở xã Tân Xã làm chủ đầu tư và vào tháng 3 năm 2023 đã bị Ủy ban Nhân dân xã Tân Xã xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng do xây dựng không phép. Sau khi bị xử phạt, tới tháng 4 năm 2023, ông Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất đã cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Minh Công xây dựng công trình trên với tên gọi là nhà ở riêng lẻ tại thửa đất số 152 tờ bản đồ số 14, thôn 1, xã Tân Xã có diện tích 726,5 m², công trình được cấp phép xây dựng 3 tầng tung, diện tích tầng 1 là 150 m², tổng diện tích sàn gần 492 m², mật độ 20,7%. Tuy nhiên, sau đó, công trình trên đã xây dựng cao tới 9 tầng, với quy mô gần 200 căn hộ.